Những ngày nghỉ Tết ở nhà như thế này mà được thư giãn đắp mặt nạ thì rất là tuyệt vời đúng không? Đi làm vất vả cả năm rồi, bây giờ những ngày này chúng ta phải nghỉ ngơi thư giãn này. Và các bạn biết không, đắp mặt nạ thì cũng sẽ mang lại rất là nhiều công dụng cho da. Và có ai có muốn có một làn da trắng sáng hơn và căng khỏe mịn màng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với bác sĩ Ngọc nhé. Xin chào cả nhà, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Và ngày hôm nay thì chủ đề của chúng ta đó là về cách đắp mặt nạ làm sao để chúng ta có thể có một làn da trắng sáng này, căng bóng mịn màng. Và trước khi đi vào chủ đề này thì bác sĩ Ngọc cũng muốn mời các bạn là hãy tham gia vào trong cái group skincare khoa cùng bác sĩ Ngọc này và like fanpage bác sĩ Nguyễn Ngọc nữa. Hàng ngày ở trên hai cộng đồng này thì bác sĩ Ngọc chia sẻ rất là nhiều kiến thức, rất là nhiều thông tin hữu ích hơn cả ở trên kênh YouTube này. Và còn ai chưa tham gia vào, chúng ta hãy tham gia vào hai cộng đồng này nhé. Chúng ta có thể lên để chia sẻ, đặt câu hỏi và chúng ta sẽ luôn luôn được tương tác trở lại. Và chúng ta biết rằng là cách phân loại mặt nạ thì có rất là nhiều cách phân loại đúng không ạ? Và phân loại theo cách bào chế thì sẽ có những dạng mặt nạ như là dạng giấy này, dạng vải này, mặt nạ dạng bột này, có mặt nạ ngủ này, dạng gel bôi qua đêm này, có cả mặt nạ sủi bọt này, mặt nạ carbon này, mặt nạ đất sét nữa này, rất là nhiều loại mặt nạ. Còn phân loại theo công dụng của mặt nạ thì chúng ta sẽ có những loại mặt nạ gì ạ? Mặt nạ cấp ẩm này, mặt nạ phục hồi này, mặt nạ làm trắng da này, mặt nạ trị mụn này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái loại mặt nạ để giúp chúng ta có một làn da trắng sáng và căng bóng mịn màng nhé. Đầu tiên là muốn cho da căng bóng thì theo các bạn, da sẽ cần gì để căng bóng ạ? À đúng rồi, đó là cần độ ẩm đúng không ạ? Các bạn hãy tưởng tượng một làn da thiếu ẩm, một làn da khô thì giống như là một cái mảnh đất khô cằn, rất là nhiều những cái rãnh nứt và trông không có một chút sức sống nào cả. Còn khi mà da có được cung cấp đủ ẩm hơn, đủ nước hơn thì chúng ta sẽ có một làn da căng mịn hơn và sờ và rất là mướt đúng không ạ? Thế thì đầu tiên để có một làn da căng bóng ra, chúng ta phải có một làn da đủ ẩm, đủ nước. Và có loại mặt nạ mà cấp nước mà hiệu quả nhất thì bác sĩ Ngọc tin là các bạn ai cũng có thể đoán ra rồi, đó chính là mặt nạ HA, hyaluronic acid đúng không ạ? Và trên thị trường thì có rất là nhiều những cái dòng mặt nạ HA, không biết là các bạn đang dùng dòng nào. Có rất là nhiều hãng. Còn bác sĩ Ngọc thì rất là yêu thích một cái dòng mặt nạ của La Mer, đó là mặt nạ Hyaluron Ampoule Mask Pack. Thì đây là dạng mặt nạ HA, dạng ampoule, tức là dạng tinh chất rất là đậm đặc. Và khi đắp lên trên da như vậy thì cái miếng mặt nạ giấy này nó sẽ giống như là một cái màng để chắn lại. Và cái tinh chất nó sẽ vừa là tinh chất đậm đặc rồi này. Và khi có một cái màng chắn lại trên da như vậy thì trong khoảng từ 15-20 phút đắp như vậy thì da nó sẽ thẩm thấu rất là tốt. Và sau khi mà đắp xong thì cảm giác da rất là căng, rất là mướt, sờ lúc đó rất là thích luôn. Và trong quá trình trị mụn cho các bạn thì bác sĩ Ngọc cũng kê rất là nhiều những sản phẩm này. Còn các bạn thì sao? Các bạn dùng mặt nạ HA gì? Các bạn dùng của hãng nào? Các bạn hãy comment xuống bên dưới cho bác sĩ Ngọc biết nhé. Và tiếp theo là đến những cái mặt nạ làm sáng da thì có rất là nhiều loại mặt nạ làm sáng da đúng không ạ? Sẽ có những loại có tinh chất là vitamin C này, folic acid này, tranexamic acid này, niacinamide này và AHA. Những loại đó đều có khả năng làm sáng da. Tuy nhiên bác sĩ Ngọc thì yêu thích nhất là cái dòng mặt nạ vitamin C. Bởi vì sao ạ? Bởi vì không chỉ là vitamin C nó giúp làm sáng da mà nó sẽ còn có rất là nhiều những công dụng khác như là giúp kích thích tăng sinh collagen này, giúp chống lão hóa cho da này, chống oxy hóa, chống gốc tự do. Và đấy là những cái công dụng rất là tuyệt vời của vitamin C, không chỉ là làm sáng da mà còn thêm rất là nhiều công dụng khác. Vì vậy cho nên bác sĩ Ngọc rất thích cái vitamin C trong mặt nạ để có thể làm sáng da hiệu quả. Và bác sĩ Ngọc thì cũng đã dinh ngay một cái bộ mặt nạ của La Mer này về, đó là cái bộ mặt nạ Vitamin C Ampoule Mask Pack. Thì đây cũng là cái dạng tinh chất vitamin C đậm đặc, cũng là dạng ampoule, tức là dạng rất là đậm đặc. Và cái này thì nó sẽ không dùng cho những bạn da nhạy cảm được, vì đây là dạng tinh chất vitamin C đậm đặc, có thể rất là dễ kích ứng. Còn da bác sĩ Ngọc thì dùng khá là ok và mua ngay về dùng để mùa xuân này sẽ có một làn da trắng sáng hơn. Bên cạnh đó thì bác sĩ Ngọc cũng rất là thích một cái dòng mặt nạ nữa, đó là mặt nạ của nhãn hàng Treatise Snow Brightening Vitamin C. Nó sẽ có chứa vitamin C này và tranexamic acid là hai cái thành phần làm trắng rất là hiệu quả. Thì hai cái loại mặt nạ C bác sĩ Ngọc vừa nhắc tên thì bác sĩ Ngọc có kê cho các bạn sử dụng trong cái quá trình mà mụn đã ổn định rồi, và những chị em mà muốn làm sáng da trị nám thì bác sĩ Ngọc kê thêm và hiệu quả nó rất là ok. Và có ai ở đây đang dùng loại mặt nạ trắng da nào không ạ? Các bạn có thể comment xuống cho bác sĩ Ngọc biết là các bạn dùng loại nào và có hiệu quả không, da có trắng sáng hơn không. Ngoài ra thì sẽ có một số những cái loại mặt nạ có thể chúng ta từ nguyên liệu tự nhiên chúng ta có thể tự làm tại nhà. Thì đối với cả những nguyên liệu tự nhiên thì trong đó bác sĩ Ngọc yêu thích nhất đó chính là sử dụng sữa chua không đường. Bởi vì trong sữa chua thì nó có hàm lượng lớn lactic acid này, là một cái dạng AHA, và chứa thêm vào những cái vitamin khác nữa, thì nó sẽ giúp da của chúng ta sáng hơn này, và được tẩy tế bào chết này, và sẽ có một làn da sáng khỏe. Và cái mặt nạ sữa chua không đường này thì chúng ta có thể kết hợp với cả rất là nhiều những loại khác, ví dụ như là kết hợp của sữa chua không đường và bột trà xanh này, thì sẽ vừa giúp cho da chúng ta sáng hơn, tẩy tế bào chết này, và còn hỗ trợ giảm viêm mụn và chống oxy hóa cho da rất là hiệu quả nữa. Thêm nữa đó là mặt nạ sữa chua không đường kết hợp với cả mật ong, thì trong mật ong cũng sẽ có khả năng giúp chúng ta được giảm viêm và làn sáng da hơn kết hợp với cả sữa chua. Hoặc là chúng ta có thể dùng mặt nạ của sữa chua không đường kết hợp với cả bột cám gạo. Ai ở đây đã biết được bột cám gạo rồi ạ? Thì bột cám gạo là cái thành phần mà nó bọc ở bên ngoài của hạt gạo, hay còn gọi là cái vỏ ngoài của hạt gạo, thì nó sẽ có rất là nhiều cái vitamin nhóm B
và giúp cho da có thể phục hồi tốt hơn này và làm sáng da hơn. Hiện nay đã có những cái bột cám gạo bán riêng lẻ rồi thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp kèm với cả sữa chua không đường. Như vậy thì sẽ có một cái làn da được phục hồi này và được làm sáng hiệu quả hơn. Và dù là những cái loại mặt nạ nào, những cái mặt nạ nào mà được bán sẵn này, ở đóng túi này hoặc là những cái mặt nạ tự nhiên chúng ta làm tại nhà thì chúng ta cũng chỉ nên thực hiện từ 2 đến 3 lần một tuần thôi. Thêm nữa đó là cái thời gian lưu ở trên da thì cũng là 15 đến 20 phút là nhiều thôi. Nếu như chúng ta để quá lâu ở trên da thì sẽ có thể là bị hút ẩm ngược lại và khiến da chúng ta bị khô hơn. Và thêm nữa là sau khi mà dùng xong chắc chắn chúng ta phải rửa đi kể cả những cái mặt nạ giấy. Sau đó thì vì nó là dạng tinh chất khá đậm đặc cho nên chúng ta cũng nên rửa đi, sau đó thì chúng ta skin care lại. Còn những mặt nạ mà chúng ta tự làm tại nhà, những mặt nạ mà để chúng ta trộn tự bôi tại nhà thì chắc chắn là phải rửa đi rồi đúng không ạ? Và đó là những cái lưu ý trong cái cách sử dụng mặt nạ bác sĩ Ngọc muốn nhắn nhủ các bạn. Và video ngày hôm nay thì cũng đã đưa ra cho các bạn những cái loại mặt nạ và những cái cách sử dụng để chúng ta có một làn da đủ ẩm này, căng bóng này và một làn da trắng sáng hơn. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích video này và chúng ta có thể thực hiện rất là dễ dàng đúng không? Và nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ nó rộng rãi đến tất cả mọi người. Ấn thêm đăng ký kênh YouTube của bác sĩ Ngọc này, ấn vào hình quả chuông nữa để hàng ngày chúng ta sẽ có thể gặp bác sĩ Ngọc nhiều hơn trên kênh YouTube này nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.